nếu bạn sinh trước năm 2006, hệ mặt trời có 9 hành tinh. Trẻ em ngày nay học rằng có 8. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã mất một hành tinh. Theo một cách nào đó, có vào năm 2006. Các nhà thiên văn đã phân loại lại sao Diêm Vương là một hành tinh lùn. Trong khoảng thời gian này, nhiều thiên thể mới quay quanh mặt trời đã được phát hiện. Những hành tinh lùn này không đủ lớn để chiếm ưu thế trên quỹ đạo của chúng. Chúng không loại bỏ vật chất dư thừa trong quỹ đạo của chúng, không giống như các hành tinh. Các nhà thiên văn học vẫn chưa từ bỏ ý định rằng có thể có một hành tinh khác vẫn chưa được khám phá ẩn nấp ở vùng ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Dữ liệu từ một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Vật lý Thiên văn cho thấy có thể có một hành tinh thứ 9 trong hệ mặt trời của chúng ta, nằm xa quỹ đạo của sao Hải Vương. Chuyển động của các vật thể nhỏ ngoài quỹ đạo của sao Hải Vương hoạt động như thể chúng đang bị ảnh hưởng bởi một vật thể lớn, làm thay đổi các thông số quỹ đạo của chúng. Quỹ đạo của những thiên thể nhỏ này cho thấy hành tinh suy đoán 9 sẽ có khối lượng gấp ít nhất 5 đến 10 lần khối lượng trái đất và sẽ quay quanh mặt trời khoảng 400 đến 800 âu, 1 âu là khoảng cách trái đất mặt trời, hay khoảng 93 triệu dặm. Nếu một hành tinh tồn tại ở khoảng cách xa như vậy, sẽ cực kỳ khó quan sát. Trong lịch sử, hầu hết các hành tinh của chúng ta được phát hiện bằng cách quan sát ánh sáng mặt trời phản xạ khỏi các hành tinh ở các bước sóng quang học. Ánh sáng mặt trời mà chúng ta cần quan sát để phát hiện những hành tinh như vậy sẽ cần phải đi từ mặt trời đến vật thể được đề cập phản xạ khỏi vật thể đó và đi đến tận nơi người quan sát. Định luật bình phương nghịch đảo đối với bức xạ điện từ phát biểu rằng cường độ ánh sáng tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách của nguồn bức xạ. Do đó, khi một vật thể càng ngày càng xa người quan sát, nó sẽ khó bị phát hiện hơn nhiều. Nếu hành tinh 9 tồn tại ở vùng xa bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta, thì sẽ rất khó phát hiện ở nơi nhạy cảm nhất trong tất cả các cuộc khảo sát bầu trời, ví dụ Pan-STAR LSST. Một cách giải quyết vấn đề này là tìm kiếm hành tinh 9 bằng bức xạ hồng ngoại. Một vật thể lạnh trong giới hạn bên ngoài của hệ mặt trời của chúng ta sẽ phát sáng ở bước sóng hồng ngoại và do đó có thể phát ra nhiều bức xạ hồng ngoại hơn bức xạ quang học mà chúng sẽ phản xạ. Cho đến nay, dữ liệu từ hồng ngoại cho tất cả các cuộc khảo sát bầu trời, ví dụ máy khám phá hồng ngoại trường rộng, vẫn chưa đưa ra bất kỳ ứng cử viên nào. Benjamin Smith, nhà thiên văn học tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard Smithsonian, đã không từ bỏ công cuộc tìm kiếm của mình. Anh ấy là thành viên của nhóm đã sử dụng kính viễn vọng vũ trụ Atacama ắc 6m ở Chile để tìm kiếm hành tinh 9 ở bước 6mm. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng ắc để quét 87% bầu trời có thể tiếp cận được từ Nam Bán Cầu trong khoảng thời gian 6 năm để tìm kiếm các nguồn rất mờ. Họ đã tìm thấy khoảng 3.500 nguồn ứng cử viên dự kiến, nhưng không có nguồn nào có thể được xác nhận là phát hiện vì chúng không có ý nghĩa thống kê, tức là các tín hiệu quá gần với mức độ nhiễu trong hình ảnh, phù hợp với kết quả của các cuộc khảo sát trước đó. Tuy nhiên, các kính thiên văn nhạy cảm mm khác sẽ được đưa vào hoạt động trong tương lai gần và có thể hoàn thành cuộc khảo sát bầu trời để tìm kiếm hành tinh 9 như giả thuyết đã đặt ra. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!